Thưa quý vị, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã khai mạc vào sáng nay 20 tháng 7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Vương Đình Huệ. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ ngành trung ương, các lão thành cách mạng, các vị khách quốc tế cùng tham dự. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lão thành cách mạng, các vị khách quý và đặc biệt chào mừng 499 đại biểu vừa được cử tri cả nước bầu chọn làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát rất phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, một số địa bàn, cơ sở, xã phường, khu công nghiệp phải áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly. Nhưng đây là cuộc bầu cử lớn nhất từ trước đến nay, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt trên 99,60%. Điều đó thể hiện ý thức trách nhiệm chính trị rất cao và niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Thành công của cuộc bầu cử càng khẳng định sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Càng khó khăn, thách thức thì tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của dân tộc càng được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, xem xét quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn. Quốc hội cũng xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước. Quốc hội chia sẻ sâu sắc những khó khăn thử thách rất lớn do đại dịch COVID-19 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành Nam Bộ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần vừa rút ngắn thời gian, vừa đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Vương Đình Huệ, trong buổi làm việc chiều, Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 đã được bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 theo kết quả 95,19% đại biểu Quốc hội tán thành. Ngay sau đó là lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Vương Đình Huệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15. Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ nguyện sẽ cống hiến hết sức mình cùng với Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát huy vai trò dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân,
hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển đất nước, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tăng cường hội nhập quốc tế.